cơ khí Đức Tùng nữa quá. Rồi, em hôm nay em sẽ test con xe nâng ba ti ba lao. Các bác hả? Ba ti ba lao. Nghĩa là càng nhất này, càng hai này, càng ba. Đấy, đụng cái chân á là 4,5 m. Còn lên trên là 5,4 m. 5,4 m là đụng trên. Đó, ở dưới là 4,5 m xuống. Ba ti ba lao. Rồi con này thường thường chui container được. Ơi, đây. Khi người ta nhấc sản phẩm lên là chui container nó rất gọn nhá. Đó, càng vẫn nâng ha. Đổ ngả này. Đổ ngả này. Thì bây giờ em sẽ cho các bác chạy này, xong rồi về phần review máy móc này. Cho xem cái máy đi. Xe lại đi. Rồi, bây giờ em sẽ cho các bác xem máy móc ha. Đây, đây bộ phận máy móc ở phía bên trong. Đẹp keng xe beng các bác ha. Rất đẹp. Đấy ha, có mỗi cái là bình này để em mua mới. Đấy, để xài ha. Đây, bếp dầu nhá, 4 bếp. 4 bếp dầu, con này Toyota. Đấy ha. 4 bếp dầu, máy miếc sạch sẽ ha. Đây. Máy móc sạch sẽ. Chắc luôn. Hả? Có người trong này. Đâu? À, quả tạ này. Quả tạ này là đóng 2,5 tấn này, 2,500. Quả tạ đóng 2,500. Rồi sập xuống anh ơi. Đấy, anh em xem xe Toyota, xe Nhật, càng ba ti ba lao, nâng hết lên á là 4,14 m, đấy hạ hết xuống á là chiều cao đây các bạn, Toyota nhá. Con này đời chữ 6 nhá, FD25-6. 4,3 m này. Sản xuất 1997. Sản xuất 1997 này. 4,1 tấn này. 4,1 tấn này. 2,3 tấn này. 4,3 m này. Đấy, con này đời chữ 6 này. Chữ 6 này. Xe Toyota này. Rồi, ba ti ba lao. Rồi, chạy vào anh ơi. À, anh em có nhu cầu anh em ơi, quay làm lại cái như nãy em chụp hình.